Hôm nay Huấn là về một chiếc xe siêu cọp Innova 2.0V sản xuất năm 2011 nhưng chỉ đi có 5 vạn km. Câu chuyện đùa nhưng thực chất nó là thật. Và đây là chiếc xe Innova V Huấn mới về đến cửa hàng thôi, còn mộc 100%. Hôm nay Huấn sẽ giới thiệu cho cả nhà với tầm tài chính hơn 300 triệu đồng nhưng vẫn có một chiếc xe 7 chỗ của Toyota đi, cực kỳ rộng rãi, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và bền theo thời gian. Cả nhà có thể thấy được đây là chiếc xe Innova 2011 đúng không ạ? Số tự động nhé. Với 5 vạn km thì chủ xe đi rất là giữ gìn và phải nói là đi ít nhất nhì ở cái mảnh đất Hà Nội này luôn. Cụ thể là với 5 vạn km cả nhà có thể nhìn thấy được là chiếc xe này phía bên ngoài còn rất là đẹp về phần cụm đèn, mạ chrome cũng như là thiết kế phần ngoại thất thì cái sơn zin còn rất là nhiều cũng như là phần la răng và phần thân xe. Và bây giờ thì Huấn sẽ cho cả nhà xem cái vẻ đẹp thật sự của một chiếc xe sau 13 năm đi 5 vạn nó sẽ như thế nào nhé. Và đây Huấn sẽ mở cái cốp cái nắp capo này lên và mọi người có thể nhìn thấy được là chiếc xe này nó sẽ có một cái khối động cơ đẹp như thế nào nhé. Đây, chăm nghe không bằng một thấy đúng không ạ? Và Huấn sẽ cho cả nhà xem 5 vạn chuẩn hay không thì cả nhà có thể nhìn vào khối động cơ của chiếc xe Toyota Innova 2.0 2011 này. Với một chiếc xe đi tình trạng ít thì khối động cơ của nó phải thật sự đẹp như thế này cả nhà. Nếu như một chiếc xe có tua công tơ mét chẳng hạn thì không bao giờ mà có một cái khối động cơ nó đẹp như thế này được. Rất là sạch sẽ, mọi thứ từ nắp sàn cò đến mọi chi tiết ốc trên chiếc xe này đều còn nguyên zin. Đó, cả nhà nhìn thấy chưa ạ? Mọi thứ còn nguyên zin 100% nhé. Động cơ 2.0 thì cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ trên chiếc xe Toyota Innova này rồi. Và tiếp theo thì Huấn sẽ đưa cả nhà xem về cái phần thiết kế bên ngoài chiếc xe này ở phần bên này nhé. Đó, mọi cái chi tiết khách hàng đã lên cho chúng ta một cái bậc lên xuống này, hay là giá nóc đã lên rồi. Và chiếc gương này đã có tích hợp là gương chỉnh điện và có cả sinh nhan tích hợp trên gương. Mọi cái chi tiết sơn khách hàng cũng trang bị luôn cả nẹp cửa này. Đó, rất là đẹp và khỏe xe đúng không ạ? Và đây là phía đằng sau xe. Để nói là trụ xe giữ gìn như thế nào thì cả nhà có thể nhìn thấy được một cái thanh đằng phía đằng sau xe. Nếu như một cái thanh này mà nó rất là bảo vệ cho cả phần đằng sau này cả nhà nhé. Kể cả có những cái va chạm lùi hoặc là xe ở phía trước chạm vào thì nó sẽ chạm cái này trước, trước khi là chạm vào thân xe, rất là hay. Và đây là cái khoang đằng sau. Innova thì vẫn có một chiếc cốp hai bên là ghế dựng đứng lên. Và không gian ở đây thì rất là tuyệt vời. Chiếc xe 8 chỗ ngồi cả nhà ạ, 8 chỗ ngồi. Và cái Huấn mong muốn nhất trong video ngày hôm nay là muốn cho cả nhà xem phần nội thất của chiếc xe này Innova 2011 mà đi 5 vạn km thì nó sẽ chất như thế nào nhé. Mời cả nhà vào phía bên trong phần nội thất của xe. Đây ạ, đi 5 vạn thì nó phải như thế này. Còn nếu không như thế này thì là không đi 5 vạn. Đó, phần nhựa này. Những cái này là nó trải qua theo 11 năm rồi. Và nếu như mà một chiếc xe đi nhiều thì nó sẽ, mà không được bảo quản tốt ấy, thì hầu như phần nhựa này nó bạc hết. Hay là phần cần số này. Đó, phần vô lăng, tất cả đều là nguyên zin và nguyên bản. Nhìn rất là đẹp. Và Huấn đánh giá nó ở cái mức khoảng 4-5 vạn km. Tất nhiên là lịch sử chiếc xe này đầy đủ cả nhà nhé. Đó, phần mặt tắp lô, điều hòa cơ hay vẫn có điều đĩa CD. Đó, điều hòa thì mát lạnh. Và bệ tỳ tay nguyên bản theo xe. Ghế da thì đây là khách hàng bọc thêm từ lúc mua xe, còn rất là mới, còn nguyên bản nó là nỉ cả nhà nhé. Cả nhà có thể nhìn được những cái phần tắp lô, tắp ly cửa. Phần tắp ly cửa rất là sáng và rất là đẹp. Đó, phần trần xe cũng còn rất là sáng và đẹp. Nói chung đây là một chiếc xe nó thật sự rất là đẹp cả nhà. Và giá bán rất là hợp lý thôi, chỉ loanh quanh 360 triệu là cả nhà có thể sở hữu được chiếc xe Innova đi 5 vạn km này. Cái chất xe rất là tuyệt vời. Và cả nhà mua chiếc xe này đi thì không lo phải sửa chữa, phải bảo dưỡng nữa. Tại vì chiếc xe này rất là bền bỉ và còn rất là mới. Động cơ làm việc chỉ có 5 vạn km thôi, thì còn phải rất là lâu nữa thì chúng ta mới lo đến cái sự hư hỏng của chiếc xe này nhé. Và vừa rồi thì Huấn đã chia sẻ nhanh với cả nhà chiếc xe Innova 2011 bản 2.0V, bản xăng cao cấp. Giá chào bán chỉ là 360 triệu đồng. Cả nhà hãy qua 279 Phạm Văn Đồng để gặp Minh Huấn chốt đơn nhá, check hãng thoải mái luôn. Và nếu cả nhà đang có nhu cầu bán xe qua sử dụng với giá cao, thủ tục nhanh chóng, uy tín, tận tâm, chuyên nghiệp thì hãy đến gặp Huấn và Huấn sẽ mua cả nhà, mua xe cho cả nhà với giá tốt nhất, trao đổi cho cả nhà những chiếc xe thật sự rất là đẹp nhé. Xin chào cả nhà.